khô quá mình thêm đường vô. Ông tài khó mình quá. Mình dội hết hết mẻ đường thốt nốt rồi cả nhà. À, ngon đường gõ trắng ngon thế, gõ phải mua đường này gõ ngon. Dạ con xin kính chào quý ông bà cô bác, chúc quý ông bà cô bác thật nhiều và sức khỏe. Ngày hôm nay mình nội con làm bánh in. Thử cho bà cô bác cùng theo dõi. Chào cả nhà, cả nhà. Rất vui gặp lại được cả nhà. Hôm nay mình làm bánh in rồi cả nhà. Thì Tết đến rồi thì giờ mình làm mứt rồi bây giờ quay bánh in. Thì cái này 1 ký bột bánh in nè, mình làm 1 ký đường, mình làm đường chảy nữa cả nhà. Còn cái này là 2 cái khuôn gỏi bánh in nè. Cái này mình có làm màu được không nội? Được, màu cũng được. Thì có nhiều đó chứ, có gì đâu. Nguyên liệu nó rất dễ tìm cái nhà này nè. Ký bột này nè, ký bột này là mình gói 1 ký đường chảy nè. Tôi làm đường chảy không, tôi không có làm đường cát. Đường chảy nó ngon. Đường cát nó trắng nó đẹp chứ nó đâu có thơm bằng cái đường thốt nốt của mình. Cái này làm đường thốt nè. Mớ không có làm nhiều. Đường cát cái gì mình bỏ bắt lên bếp vậy nè. Mình chà cho nó tan cái đường cát ra. Đường này nè. Mình để chút bột này vô nó là cẩm vô. Ừ. Cái này đừng cắt. Cái này đừng thuốc lốt bên này làm màu nè. Mình giá tươi mới làm được mà đừng cắt. Thuốc lốt bánh nó xếp, xếp nó ngon lắm. Mình cài cho nó tan đường đi, tan đường ở trên này. Mình rất là trộn bột nó vô sâu đấy. Cái đường cát này mình làm màu là giá đường gì là 2 chén bột nha. 2 chén bột đánh cho tan đường đi để mình cho nó nguội mình nhầu vô đếm thôi đó. Bây giờ để nước lạnh đâu được mà cái việc trâu đường này mình để gì nè chứ không có thắng cái gì trơn á. Để gì đó thì mình múc chai mình nhào với cái bột. Ký bột là ký đường nè. Đường thốt nốt mà nhào mà làm bánh đinh ngon lắm, ngon hơn đường cát chứ lắm. Nó thơm mà nó xốp. Còn nó có khô mình cũng thêm đường, đừng có thêm nước nha. Nó thêm nước là nó thì bóc trâu hết trơn đó. Thêm đường thôi, đừng có thêm nước. Này mình làm là nửa ký đi chờ ấy lần lần bột này nó khổ lắm mà thêm nước lạnh vô là nó bị ốc sâu rồi cả nhà. Khô quá mình thêm đường vô. Mình bóp chừng nào nó bông hết trơn cho mình mới có bỏ được cái nhà. Gà vậy nè. Nó tan đường ra.
này đẹp, bánh nhỏ quá. Đột mình xong rồi nha cả nhà, mình bắt đầu gõ nha. Mà cái này cũng đơn giản lắm. Đều biết nhậu chứ không biết nhậu là nó bị ốc trâu hết trơn à. Cục 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 vậy đó. Nè, bộ mình nè. Tài khó mừng quá. Ăn cho cứng cho nó dẻ cái bánh ngon. Tết tới rồi cả nhà ơi. Giờ mình lo làm bánh in, làm mứt này cái nọ. Lấy gai được rồi. Đón Tết. Bánh đinh mà này mua khó mua hết sức. Nặng nhiều thì nó dẻ cái bánh nó ngon. Nặng ít thì bánh nó xốp. Em quay còn có bao lâu tới Tết không trời? Cái bên này mà Tết gì nữa, hôm mai bệnh dịch thì Tết nhất khó gì đâu. Tại là mà cái ý tôi muốn làm mà cái này xong nè. Nó ngon lắm, đường thuốc quốc mà nè nó ngon. Thơm. Thơm hơn cái đường cát. Ở đó giờ ngoài có đơn tràng là đường thuốc quốc không? Không có đường cát. Mình dội hết hết mẻ đường thốt nốt rồi cả nhà. Này, ngon đường gõ trắng ngon thế. Gõ anh mua đường này gõ ngon lắm. Dù Tết năm nào tôi cũng gõ lại là đường gì nè. Giờ tới màu.
tác phẩm mình xong rồi nghe cả nhà. Đây này nó cũng khó chứ đâu dễ đâu. Nhậu chẳng chịch bột là bị ốc trâu liền đấy. Khó lắm. Mà ấy mà không bị ốc trâu. Khó lắm. Nhiều người hả là lục cục lòn hòn ăn có được ở đâu. Người ta gọi bà ngoại gọi hồi đó tới giờ. Bánh nó xếp, xốp nó mềm. Đẹp quá. Đẹp nè. Bánh mình xong rồi cả nhà ơi. Khuôn không đều bởi cái nhỏ. Bánh của mình đã xong rồi nha cả nhà. Xong rồi đó. Có bánh ngoài ngoài rồi. Đi ngoài đi. Ký bột đựng mâm đó. Đây. Đựng không có đựng không? Bánh của nội con làm xong rồi nha quý ông bà cô bác. Con mời nè ăn. Dạ con mời quý ông bà cô bác cùng ăn chung với con. Nay nãy con làm bánh in. Bánh in mình đã xong nha cả nhà. Mình cả nhà cùng thưởng thức bánh với mình. Con mời bà nội, con mời quý ông bà cô bác. Bỏ con một ký mà bột được bao nhiêu nè, nhiều hết sức cả nhà ơi. Sao cứng nghệ nó dẻo lắm á quý bà cô bác. Dẻo vậy đó. Dẻo quá ngọt. Nó ngon lắm quý bà cô bác. Ăn cái tiền ngon không? Nó có mùi đường thốt lốt. Ngon. Là đường thốt lốt mà. Cái tiền chẳng cái dĩa mà sắp cúng nội kìa. Sao nó dĩa như mình ngon quá. Ngon quá. Ba cái bánh. Cái xốp cái dẻo, nhà xốp mà. Dạ lúc này cũng dài rồi con chào tạm biệt quý ông bà cô bác. Chúc quý ông bà cô bác thật dồi dào sức khỏe. Nếu quý ông bà thích video của con hãy để cho con một like, một đăng ký và một chia sẻ để con có thêm động lực quay những video mới cho quý ông bà xem. Bye bye. Bye bye cả nhà. Bye bye.